sáng nay tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Vĩnh Thạnh được chính thức khởi công. Và đây là dự án đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long với quy mô khu công nghiệp lớn nhất. Dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh được đặt tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, có quy mô gần 300 hectare trong giai đoạn 1, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ với quy mô vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, được xem là công trình trọng điểm mang tầm vóc kết nối trong nước và quốc tế trong kêu gọi đầu tư. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ hoàn toàn tin tưởng dự án sẽ sớm triển khai và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra, hình thành môi trường thuận lợi phục vụ cho các nhà đầu tư tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đóng góp tích cực vào sự hội nhập phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam trong tương lai. Với sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành trung ương, cùng sự quyết tâm của thành phố Cần Thơ và năng lực của công ty V-Ship, khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 là khu công nghiệp thứ 7 được thành lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, đây là nhà đầu tư chuyên nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá V-Ship là một trong những cái nhà đầu tư rất là chuyên nghiệp, tiêu biểu. Và chúng tôi cho rằng nếu chúng ta triển khai thành công cái giai đoạn 1 của dự án khoảng gần 300 hectare thì sẽ là tiền đề để cho chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái khu công nghiệp với cái quy mô khoảng gần 1.000 hectare. Với cái hệ sinh thái đó thì không chỉ để tạo điều kiện để phát triển các dự án công nghiệp mà sẽ đi kèm theo là hệ sinh thái gồm các cái dự án dịch vụ, rồi tiện ích logistics, rồi tiện ích cho người lao động và để hướng tới phát triển khu công nghiệp một cách bền vững và hiệu quả. Phía nhà đầu tư Singapore khẳng định sẽ thực hiện dự án V-Ship Cần Thơ đúng tiến độ, đồng thời sẽ tập trung kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh theo xu hướng sạch, xanh, bền vững vào dự án V-Ship Cần Thơ. Bên cạnh đó, V-Ship muốn nâng giá trị gia tăng cho ngành truyền thống này, đặc biệt là trung tâm logistics theo hướng thông minh.